Nga thủ ảo sát về S-400 Hiện nay thế giới nổi lên hai nhà độc tài ảo sát là một kẻ muốn khôi phục sự bành trướng tư tự Liên Xô là Vladimir Vladimir Putin để lãnh đạo một phần hai thế giới còn một kẻ muốn khôi phục lại đế quốc Ottoman là Recep Tayyip Erdogan thông qua con bài hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược tầm cao S-400. Tuy nhiên, đối với nước Nga của Putin, thì dù có tung hết truyền thông, chuyên gia vũ khí BA cho F-400, thì nó cũng chỉ dừng lại ở mức mô hình quảng cáo, vì F-400 khá tốn kém tiền bạc, chi phí vận hành và chưa có kinh nghiệm tham chiến thực tế. Vì điều phũ phàng là ngay cả F-300 phiên bản thấp rẻ tiền hơn, mà nhiều nước mua nó cũng hiếm khi nào dám khai họa kích hoạt bắn ra một quả s 300 cả. Vì thứ nhất chi phí rất đắt, vận hành phức tạp, khả năng đánh chặn quét radar tầm thấp kém, đội hình chiến đấu S-300, S-400 vận hành phải đi kèm nhiều hệ thống pháo phòng thủ dày đặc, bảo vệ hệ thống S-300, S-400. Hãy nói về thổ đeo đuổi thương vụ trị giá 2,5 tỷ USD để sao các đơn vị hệ thống phòng không F-400 này, thì Mỹ NATO sẽ trừng phạt thổ về ngưng bán chiến đầu cơ tàng hình F-35, cũng như ngưng đào tạo phi công cho thổ. Kể cả ngưng cho thổ tham gia chế tạo chung về dòng máy F-35 này, thì đi vào sâu xa hơn là tai họa của thổ sẽ bị thiệt hại nặng, chứ không phải Mỹ. Bởi lẽ hãy nói về kinh tế thì thổ phụ thuộc vào sức mua và đầu tư của NATO, mà nhất là khối EU-Mỹ đó là thổ bán buôn với các nước EU chi phối tới ngạch số thường xuyên 68% xuất nhập khẩu và thổ đạt thẳng sư thương mại kiếm lời từ khối EU tới 10% và Mỹ ít hơn một chút. Cộng với những nước mua hàng hóa của thổ rất lớn ở Trung Đông thì đa số là đồng minh số 1 của Mỹ, đó là thổ xuất khẩu hàng hóa qua Israel, con số gia tăng tới 27%, UAE tới 48%. Nói chung hầu hết các nước đồng minh của Mỹ đang nâng đỡ thổ bằng sức mua rất lớn điều bi kịch là thổ hiện nay kể cả những tháng ngày thổ xích gần lại nga thì kinh tế thổ đang gặp rủi ro rất cao là thổ đang bị thâm hụt thương mại nặng nề với nga và trung quốc nghĩa là nga gia tăng bán hàng hóa cho thổ nhưng thủ không biết đào đâu xa tiền và phải đi vay hay phát hành trái phiếu xa trả dẫn đến khối sự trữ ngoại hối của thố bị cạn nợ nần tăng lên kéo theo tỷ lệ lạm phát tăng tỷ lệ thất nghiệp khá cao mà có lúc vọt lên trên 14% khiến một nửa dân số thổ đang bất mãn chế độ reset trái chip Erdogan và thậm chí gần đây có nhiều tin đồn một số tướng lĩnh quân đội thổ có kế hoạch âm mưu đạn tránh quân sự lật đổ reset trái chip Erdogan vì tiền lương trả cho binh lính ít đi cộng với việc một số nước EU giảm bớt mua hàng hóa của thổ, đó là kinh tế. Về quân sự thì sự thật bé bằng là nếu Mỹ cộng NATO chơi cứng với thổ thì quân đội thổ sẽ suy yếu rõ nét. Có lẽ NATO cũng không muốn thổ yếu nên họ chưa tung đòn tàng cho chế độ Recep Tayyip Erdogan vài quả đấm là thổ tiêu tùng. Bởi lẽ vì lý thuyết những thứ S-400 mà thổ mua nó rất rủi ro. Với Nga là gần như Nga nắm hết các thông số kỹ thuật, là thổ không thể dùng F400 để tấn công đồng minh của nga vì bất cứ khi nào F400 đó cũng bị nga gây nhiễu kỹ thuật định vị và hệ thống tác chiến điện tử sẵn có trong F400 là xem như nó chỉ là đống sắt vụn không thể dùng được. chuyện quan trọng nữa là thổ đang tham vọng đóng tàu sân bay trá hình gần hoàn thành đó là dự án TCG Enadolu là tàu tấn công đổ bộ của hải quân thổ tức là khi con tàu đầy tốn kém này hoàn thành nó sẽ đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và hạm cho hải quân thổ mà hải quân thổ đã đầu tư, bắt đầu xây dựng và đóng nó từ ngày 30 tháng 4 năm 2016. Và tăng tốc hoàn thiện nó rất nhanh, có lẽ trước năm 2021, theo kế hoạch đề ra, mà bây giờ cấp bách thì con tàu này nó gần như sắp hoàn thiện. theo bất hạnh con tàu chiến TCG Anadolu này nó phụ thuộc vào hoàn toàn công nghệ của NATO và Mỹ. Cụ thể tàu TCG Anadolu thiết kế dùng cho máy bay chiến đấu cất cánh thẳng đứng là F-35, cũng như Sikorsky SH-60 Seahawk, loại trực thăng này thường cất cánh trên tàu sân bay hạt nhân USS Abraham Lincoln, sử dụng cho máy bay trực thăng tấn công trai. Augusta Wetland T-129 Attack các vũ khí khác như hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần cận, khiến Phalanx, CIWS, động cơ Jada, do đó nước NATO cũng cấp ví dụ động phát điện diesel do hãng MAN Energy solution của Đức chế tạo, rồi Jada 3D quét mạng điện tử thủ động đa năng tầm trung và tầm xa do Thales, Netherlands của tập đoàn Charles Quan trọng nhất là hiện nay UK hay Anh Quốc mới đạt đít thổ đau nhất. Cụ thể là Thổ Nhĩ Kỳ đang sở hữu dòng siêu trực thăng tấn công T-129 Attack mà công nghệ đó do Anh Ý cung cấp và nhận quyền, nghĩa là hãng Augusta Westland, Leonardo s 3 Những công ty Anh Ý này đang đóng vai trò chính cho thổ sản xuất từ trụ trực thăng T-129 Attack thông qua công ty về quốc phòng của thổ là Chai nghĩa là công ty này cũng đang ủy nhiệm chế tạo sản xuất dòng máy bay F-16 phiên bản của thụ do nhà chế tạo General dynamic và Lockheed Martin của Mỹ ủy nhiệm, nghĩa là những ông kẻ quốc phòng Mỹ và Âu Châu ngừng chơi với bọn thổ phỉ và cắt mọi liên hệ với thổ thì gần như những hệ thống vũ khí xương sống của thổ chỉ đắp chiếu nằm đất thôi. Tham vọng dự án TCC, Anadolu sẽ thành đống sắt vụn. Nghĩa là thằng Vít giải thích dễ hiểu nó cũng giống như điện thoại Huawei bị ngưng cung cấp các chip xét xử lý, chất bán dẫn hệ điều hành Android và các truy cập Google. Hoặc như việc hầu hết các chip điện thoại, di động, máy tính nào cũng phụ thuộc vào từ thiết kế chuẩn của ARM. Công ty ở UK có nguồn gốc từ Mỹ chẳng hạn, và những thứ này mà Huawei không có thì cũng chỉ là cục gạch. Nó cũng giống như các thứ vũ khí của thổ hiện nay chẳng hạn. Nói chung là thằng Vít chỉ giải thích tới đây là rõ ràng, thay vì các bác ở Việt Nam ngày nào cũng nghe bọn nhà báo tốt nghiệp văn chương đi viết về lĩnh vực chế tạo chính sự quân sự, mà viết dai rằng viết dạo, viết lách là chúng ca ngợi Nga thổ như điên cuồng, thay vì nếu sợi hơn thiên hạ thì những tay nhà báo đó đi làm cố vấn chế tạo vũ khí, cố vấn quân sự cho nhà nước Việt Nam chống sự bình trướng của Trung Quốc. Hiện nay yêu cao mới sở thụ là ngưng cung cấp kỹ thuật cho thụ sản xuất từ trụ trực thăng T-126 Attack, khi thổ phỉ bị Pakistan và một số nước đồng minh của thổ ngưng ký hợp đồng và thậm chí đòi hủy hợp đồng mua vũ khí trực thăng J-129 Attack thì thổ đang hoang mang. Trong một diễn biến khác, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khai hỏa tên lửa s 400 khi bị tấn công. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ chỉ sử dụng tên lửa S-400 mua của Nga để phòng thủ trước nguy cơ bị kẻ thù tập kích. Một số người hỏi tại sao chúng tôi lại đầu tư mua hệ thống S-400. Nếu bị ai đó tấn công, chúng tôi sẽ dùng những hệ thống phòng không này. Đó là lý do chúng tôi thực hiện khoản đầu tư, tổng thống thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 10 tháng 7 tuyên bố. Ông Erdogan cho biết thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận sản xuất chung tổ hợp tên lửa này với phía Nga, bày tỏ hy vọng hai nước sẽ sớm triển khai kế hoạch. Nga ngày 29 tháng 6 cũng xác nhận hợp đồng cung cấp S-400 cho thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm các điều khoản chuyển giao công nghệ. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ký thỏa thuận mua tên lửa F-400 trị giá 2,5 tỷ USD vào tháng 12 năm 2017. Mỹ liên tục phản đối hợp đồng này, cho rằng Nga có thể đưa chuyên gia tới Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp cận mạng lưới phòng không NATO cũng như nghiên cứu tiêm kích tàng hình F-35 để nắm thông tin tác chiến bí mật, xóa bỏ ưu thế của chiến đầu cơ đắt nhất thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngọ khả năng miễn trừng phạt. Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc gặp Tổng thống Erdogan bên lề hội nghị thượng định G20 tại Nhật hôm 29 tháng 6. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho biết nước này vẫn có kế hoạch áp lệnh trừng phạt nếu Ankara quyết tâm theo đuổi hợp đồng S-400. Chính phủ Mỹ xa hạn chót ngày 31 tháng 7 để Thổ Nhĩ Kỳ hủy hợp đồng mua F-400 với Nga nếu Ankara không thực hiện yêu cầu toàn bộ phi công và kỹ thuật viên Thổ Nhĩ Kỳ đang huấn luyện với tiêm kích F-35A tại Mỹ sẽ bị trục xuất đồng thời Ankara cũng bị loại khỏi dự án F-35. Trong một diễn biến khác, Thổ Nhĩ Kỳ thương vụ mua S-400 của Nga là ván đã đóng thuyền. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định rằng thương vụ mua hệ thống tên lửa phòng không F-400 của Nga là ván đã đóng thuyền và Mỹ không nên gây áp lực bằng việc trừng phạt kinh tế. Tôi không thấy bất cứ khả năng nào những lệnh trừng phạt này có thể bị áp dụng lên Tuy nhiên nếu điều này xảy ra, chúng tôi cũng có lệnh trừng phạt để đáp trả lại họ. Ông Erdogan phát biểu trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 6 với báo chí quốc tế tại Istanbul. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ mối quan hệ giữa ông và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đang ở một mức độ có thể gọi là tốt. Do vậy, trong trường hợp bất cứ điều gì xảy ra thì hai người có thể điện đàm với nhau. Trước đó, Bloomberg ngày 19 tháng 6 dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang cân nhắc ba gói trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ. Gói trừng phạt nghiêm trọng nhất được cho là đang được các cơ quan, quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ mang ra bàn bạc. Gói này nếu được thông qua, được dự đoán có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Bloomberg, các lệnh trừng phạt có thể được áp dụng vào tháng 7 khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhận tổ hợp S-400 từ Nga. Tuy nhiên cũng theo Bloomberg, ông Trump không muốn đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này cho tới khi cuộc gặp giữa ông với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan diễn ra bên lề hội nghị thường đỉnh cửa 20 ở Nhật Bản vào tuần tới. Một quan chức Mỹ ngày 19 tháng 6 đã chia sẻ với hãng thông tấn TAS cho biết việc mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga theo kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho mối quan hệ giữa Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ thực sự muốn tránh những bước đi này. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi Thổ Nhĩ Kỳ phải sẵn sàng tham gia cuộc đối thoại quan trọng về hủy bỏ việc mua S-400, Mỹ sẵn sàng thảo luận cách giảm thiểu bất kỳ hậu quả không mong muốn nào mà sự từ chối này có thể mang lại, vị quan chức Mỹ khẳng định. Người này lưu ý Mỹ đã làm mọi cách để cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng việc mua hệ thống S-400 là không thể chấp nhận được và có thể kích hoạt lệnh trừng phạt chiếu theo đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt. Tháng 1 năm 2019, Mỹ đã đưa ra đề nghị tốt nhất về hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot một lựa chọn có sẵn thay thế cho S400. vì quan chức cho rằng hệ thống S400 là nền tảng thu nhập tình báo của Nga, gây nguy hiểm cho sự an toàn của máy bay và phi công Mỹ. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S400, việc nước này tiếp tục tham gia chương trình tiêm kích F-35 là điều không thể. Tuy nhiên, người này thừa nhận rằng các biện pháp đáp trả của Washington trước kế hoạch mua S400 của Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ không có lợi cho Mỹ.